ờ à. ừ, giám đốc ơi tại sao phòng tranh lại tạm thời đóng cửa ạ à? cô nói vậy là sao là viện trưởng vô nói chồng của tôi à lúc nào mới sáng nay thôi khoảng mười giờ rồi sao à, dạ dạ đã đi rồi cùng với trưởng phòng kim và mọi người nữa <laughs> cái gì kim và mọi người nữa <laughs> cái gì vậy sao bây giờ mới nói với tôi hả tôi còn tưởng là giám đốc đã biết chứ bà nói hôm nay đi tham dự hôn lễ của hai nhà nên tôi nghĩ là bà bận cho nên không đến kia. Cái... thì cô phải nhắn tin tôi chứ. Ừ, dạ tôi xin lỗi là do mẹ tôi gọi đến nói là sô cô la nhà tôi đã sinh con cho nên còn chó sinh con quan trọng sao? Ừ. vì đây là lần đầu tiên nói sinh con cho nên chúng tôi hơi lo lắng một chút. À. cấp máy đi. <laughs> hmm. Trời ơi. Tại sao bác tới đây vậy hả bác Còn gì sao nữa Vì lo cho cháu chứ gì à. Dạ ừ. mời bác ngồi à. Qua ơn không đến à Anh ấy ở phòng của tác giả ừ. Có phải rất sợ không Vậy là may mắn lắm rồi Ủa, Sao vậy Nhưng Con lấy đồ uống à, Không cần đâu Bác không muốn uống à khi nào thì xuất viện? chắc là phải đợi một thời gian nữa mới hết đau. cho muốn thứ hai xuất viện. Ừ. cảm giác không có gì chứng chứ? nói trong vòng sáu tháng không có triệu chứng đau đầu là được. Ừ. Ừ. qua ôm nói gì hả? quyết định thế nào đây? cứ làm theo nó nói đi. vì có duyên phận nên mới có chuyện như vậy. bác thay mặt người nhà nói đó dù có thất vọng cháu cũng thông cảm đi ha à, không có đâu là cháu có lỗi với mọi người ủa cháu có lỗi gì chứ à phải rồi đã định ngày chưa anh ấy muốn tổ chức vào ngày ba mươi tháng năm ồ <laughs> chẳng phải sinh nhật qua ôm sao dạ ừ. như vậy á sẽ không quên kỷ niệm ngày cưới <cười> <cười> ừ. Ừ. Ba đến một mình sao ừ. Ba thay mặt cả nhà Con à, quyết định tổ chức vào ngày sinh nhật à Dạ Tốt Tháng 6 quá nóng Tháng 4 vẫn còn lạnh Tháng 5 là tốt nhất à. Con không mời bạn bè Chỉ tổ chức với người nhà thôi ừ. Ừ. Dạ dạ Bạn của con sẽ không thất vọng chứ Sao chứ con Không biết cậu ấy có sao không nữa ừ. Lúc trước nó đã nói Chỉ cần người nhà tụ họp lại thôi Người khác chỉ tới xem náo nhiệt thôi ba Không có nhiều người thật lòng chúc phúc đâu ờ, ừ. Ừ. À, à. Luật sư chung ở phòng nào Phòng 1502 Bao qua đó hả Đương nhiên Thôi, à, Cứ nằm đi Đừng đi xuống Phải nghỉ dưỡng thật tốt Đừng để tái phát đâu phải mau khỏe lại còn làm đám cưới nữa chứ. Vậy bác giờ cẩn thận nha bác. <laughs> Từ giờ đổi cách sừng hồ đi. <laughs> Mẹ con và bà nội cần thêm một chút thời gian. Con cũng kêu Gia Gia chuẩn bị tinh thần chịu đựng đi ha. Dạ. Có cần tụi con dọn tới Samsung Đông không? Người nhà phải ở cùng nhau chứ. Đến Samsung Đông để cho người ta nói à. <laughs> Luật sư chung ở phòng 1502. Dạ. <laughs> ừ Anh hỏi chúng ta có cần dọn tới Samsung Đông không? Bà nói người nhà phải sống cùng với nhau. Em có biết là ý gì không? <laughs> Cố lên đi, bởi vì có anh bên cạnh mà. Anh đến vòng tranh rồi hả mẹ? Ồ. Có chuyện gì hả? <laughs> Hai đứa cãi nhau hay sao vậy? <laughs> Thả cãi nhau còn tốt hơn. Gia Gia cuối cùng cũng vào nhà đó. Làm sao vào được? Ừ, kết hôn hả? <laughs> dạ. Chẳng phải đính hôn với lại tác giả chung hay sao? Trên đường đến nhà chị gái của tác giả chung thì bị tai nạn rồi. Rồi sao nữa? <laughs> Yeah. ba chồng cũng đã đồng ý về chuyện này kết thúc luôn mẹ chồng và bà nội vì đau lòng nên đã đi ra ngoài rồi. ôi oh, trời. trong nhà chỉ cách một ngày mà mọi chuyện đã thay đổi, từ hy vọng biến thành tuyệt vọng. già yeah, già, yeah. cứ nói nó là đứa không có phúc, xem ra không có phúc của cha mẹ, phúc của bản thân thì rất chịu. anh chồng của con cực kỳ tốt với cô ấy luôn, chồng của con cũng không dám lấy danh thiếp ra nữa. ra ở riêng, trước mặt mẹ của chân sô đừng có nói gì hết nghe chưa. Mẹ thì có, dù là vô tình đi nữa. Các con ở lại đó để già già dọn ra không phải tốt hơn sao? Là vấn đề do người lớn quyết định bọn con có thể nói gì được. Có để bọn nó vào không? Có thích hay không hả? Không muốn nhìn mặt, nếu như vậy sẽ tràn quán hận thôi. Con rất là lo lắng. Nếu mà Gia Gia sinh con gái thì sao? Ôi trời. Cho dù bây giờ có không hài lòng đi nữa thì người lớn cũng sẽ hoàn toàn thay đổi thôi à. không lẽ lại giận rồi à đâu có gì để mà giận đâu chứ Anh là người chồng đã chuẩn bị tốt Dù làm gì cũng tự tin hết Chúng ta phải sống riêng Mới có thể phát huy thực lực của anh được chứ <laughs> Bởi vì anh Là con trưởng nên hơi ngại đúng không Dù sao em cũng từng sống ở đó Chắc là ba chồng sẽ thất vọng lắm Ba của trưởng phòng chô hả <laughs> Anh sẽ dốc lòng chăm sóc cho mấy mà Em cứ yên tâm đi Anh nhất định giữ lời hứa của mình nhẫn cưới anh mua cho em lớn hơn em dâu hai ra được không em không thích đâu tại sao vậy lãng phí lắm lãng phí cái gì đâu phải dùng xong là bỏ đi đâu phải giữ lại mà đợi tới kỷ niệm ngày cưới mười năm mới mua cho em không phải nói sau này chuyện gì cũng nghe lời anh hết sao nghe lời anh mới thuận lợi được chứ giá trị kim cư bây giờ luôn tăng lên bây giờ mua để dành cũng được còn nữa nha chị dâu dù là cái gì cũng phải tốt hơn em dâu chứ tại sao như vậy mới có lớn có nhỏ được sơn chi sẽ gọi em là chị dâu hả đương nhiên rồi mua ôm cũng phải gọi em bằng chị dâu nữa <laughs> giống như đang phạm tội vậy sơn chi thì không dám nói nhưng mà anh mua ôm thì sau một tháng là quen miệng hết thôi mọi người cũng sẽ đều thích ứng hết yên tâm đi chị a tới hả <cười> <cười> Thấy buồn <laughs> chán sao? Ba mình qua thăm cậu rồi chứ. Ừ. Bà Súp đâu? Đã về rồi hả? Ờ. Chúc mừng em nha. Cảm ơn anh nha. Đều nhờ anh hết đó. Đều nhờ vụ tai nạn hết đó. Cậu tưởng là mình có cách hay sao? Chị đã nói gì hả? Vẫn chưa biết gì hết. Võ hoa, kêu cho chị nhận đi. Vậy không khác gì là làm mai. Cho cậu làm mai hai lần mà còn... Tóm lại là vậy mà. Cái gì? Mua quần áo hả? Cậu có tham vọng về thời trang đúng không? Muốn mặc đẹp một lần mà nói tôi tham vọng sao? Bây giờ tôi muốn có xe à? Mình mua cho cậu rồi. Unidas sản xuất năm 2001. Ở đây hả? Mình phải về công ty rồi. Vậy đi đi. Mình có vài chuyện xấu muốn nói. Nói xấu chuyện gì chứ? Mình là người không dính hạt bụi nào. dỗ vào giày chắc chắn sẽ có bụi. Đâu có ai mà không dính một chút chứ. Cậu thì sao chứ? mình ngoài một vài thứ ra thì đều là bụi hết <laughs> muốn nói cái gì vậy không biết được là gì nói đi mình cũng muốn biết nữa dạo này không ngứa tay hả tại sao lại ngứa tay chứ lát nữa mua bài đi đến lúc phải chơi rồi chơi bài hả ôi là cao thủ đó <laughs> cậu ấy nó vẫn chơi thôi mà đàn ông luôn dính phải một trong ba thứ mà rượu phụ nữ cờ bạc mình cũng biết là cậu không gần tửu sắc vừa phải thôi nha anh à, sẽ quay lại sớm thôi. Muốn nói nhảm thì đi giùm đi. Dạ dạ phải nghỉ ngơi. Chú ấy đã đi mua đồ rồi. Buổi tối chơi một dáng đi, lâu rồi không chơi. Là cậu ngứa tay đúng không? Muốn ăn gì thì nhắn tin cho anh biết nha. Ờ. Anh ấy thật sự thích chơi bài hả? Không phải đâu, tôi nói đùa thôi. <laughs> anh đúng là nói đùa mà giống như nói thật vậy đó. <laughs> Mẹ của Hoa ôm ơn... Muốn chấp nhận chuyện này á cần phải có thêm thời gian Em hiểu chứ Đương nhiên rồi Sau này cứ giao cho qua ôm giải quyết Em cứ thoải mái đi Đây đều là quá trình cần phải trải qua mà Dạ Chia đang giận anh có phải không Không có Chuyện này là sao? Dù sao thì đây cũng là vấn đề cần phải xử lý. Tìm một căn nhà thích hợp đi. Muốn tôi khi nào đi? Ngay bây giờ. Đợi sau khi tìm được nhà rồi hắn đi. Là vợ chồng đâu phải một hai năm, đã chung sống hơn hai mươi năm rồi. Nếu cộng thêm quen biết nữa. <laughs> bây giờ xem tôi như kẻ trộm đuổi đi như vậy sao? Là tôi đề nghị ly hôn sau. Không phải xem bà là kẻ trộm, mà là nghĩ cho lập trường của bà thôi lập trường của tôi để không bị hiểu lầm <laughs> cho chàng hôn ông chỉ làm được như vậy thôi sao cũng đã kết thúc rồi phân chia rõ ràng một chút sẽ tốt cho cả hai cho tôi đứng tên phòng tranh những cái khác tôi đều không cần lấy phòng tranh làm gì những cái khác tôi đều không cần là ba tôi sáng lập cho sâu qua là của nhà chúng tôi chẳng phải không có ai có thể kinh doanh sao dạ yeah, dạ yeah. <laughs> Vài và già có thể làm được gì kinh nghiệm thì chưa có kinh doanh phòng tranh đâu phải bán hàng ở cửa hàng tiện lợi là bà tự nói nó làm rất tốt còn gì <laughs> vì vậy muốn tôi ra đi trắng tay sao cho tôi một nửa tài sản đừng có giở trò nữa kêu tôi lấy tiền của một căn nhà làm gì một căn nhà sao có thể ở gần bét và thành phố mới mua được mấy căn nhà cũng còn dư tóm lại phân chi như vậy là không được không được thì sao Vậy thì bà nộp đơn xin phán quyết đi. Số tiền này cũng không được nhận. Là tôi đề nghị ly hôn sau. Hầu hết đều là tài sản thừa kế. Bản thân bà có cái gì quý giá hả? Được như vậy là phải biết ơn rồi, còn đòi hỏi một nữa. Hmm. Vì vậy chị với em đừng can thiệp nữa. Chúng ta không can thiệp chuyện của người lớn. Vì tình cảm bao nhiêu năm qua, em cũng không thể hiện quá rõ ràng. em mặc kệ hết. Phòng tranh tùy để chị quản lý, em đã nói với ba rồi. Chị không còn tư cách nữa. Quyết định kết hôn danh qua ôm rồi, hôm nay mới quyết định thôi. Em cũng có nghe ba nói. Ngay từ đầu nên là đạo diễn cha anh mới phải, sau này á chị sẽ hạnh phúc thôi, em có thêm một người chị cũng rất hài lòng. Chúng ta sống chung một nhà, cảm giác thực sự như người một nhà rồi. Anh thì cũng đã đi. <laughs> Giờ chỉ có chị làm em cảm thấy vững vàng. Anh qua ôm. Sẽ thay thế vị trí trống của anh hai em. <laughs> em có thể gọi là anh trễ không đương nhiên rồi chị dâu ờ trời ơi chân sô sức khỏe không tốt cho lắm kìa thằng bé bị cảm nhẹ có chuyện gì có một tin xấu và một tin tốt anh muốn nghe cái nào trước nè là chuyện của gia gia hả dạ ờ nghe tin xấu trước ừ tin xấu chính là gia gia bị tai nạn xe đang nằm ở bệnh viện bị thương có nặng không bị thương nhẹ thôi chị bệnh viện nào vậy không nghiêm trọng lắm đâu còn tin tốt chính là gia gia sắp kết hôn với anh chồng của em rồi thật vậy sao <laughs> dạ ba chồng của em cũng đồng ý rồi rất tốt có đúng hay không chị còn không dám tin đó sau này gia gia là chị dâu của em rồi <laughs> đúng vậy <laughs> quá thú vị làm chị em dâu rồi Phải dùng kính ngữ <cười> <cười> Bây giờ em đang cười Không phải là cười đâu nha Là ở bệnh viện nào hả <laughs> Bây giờ em cũng qua đó luôn Đi cùng nha chị Điều này thì tất nhiên rồi Chuẩn bị đi chị dâu Có <laughs> thể đi luôn mà à, Có thể là anh chồng em cũng ở đó Anh cũng mang mặt đàng hoàng vô Ờ phải đó Ừ <laughs> trời ơi à. còn không biết là cậu nằm bệnh viện luôn đó lần đầu bị tai nạn có đúng hay không ừ chắc là cậu sợ lắm hả mình nghe xong cũng hốt hoảng lắm không tin nổi là chỉ bị thương nhẹ thôi thật sự là may mắn mình đến cùng với anh trai và chị dâu gặp phải người quen nói là vợ đang nằm bệnh viện ở dưới lầu nè cậu lấy nước uống đi có nước ép đó à. bây giờ ăn uống quan trọng hay sao anh mua ôm đang ở đài truyền hình ở đài truyền hình không có ngày nghỉ đâu ừ ba chồng của mình đến đây rồi đúng không? Ừ. Mà dù sao thì tình huống này cũng có chút nguy hiểm, nhưng mà tốt thiệt đó. Mình cũng có thể mở to mắt mà ngủ ngon rồi. Bà nội và phu nhân nói gì hả? Ừ, mình không có nói đâu. Hôm qua mình đã bị anh chồng nói rồi. Vì để thảo luận những chuyện khác, nên mình mới phải nói rõ với tác giả chung xin lỗi cậu nha. <laughs> Giống dĩ là mấy lời đó truyền đi rất nhanh mà. Họ đều không vui đúng không? Thì ở lập trường của hai người họ chỉ có thể như vậy thôi Cậu phải hiểu Mình giống như tội nhân vậy Tội nhân gì chứ Tình yêu có thể tùy ý hay sao Ba chồng của mình đã đồng ý rồi Sau này sẽ chấp nhận thôi Về đạo lý làm người Thì không thể như vậy Chỉ cần sống hạnh phúc là được Đó là báo đáp Cậu cũng định ngày rồi đúng hay không Quyết định ngày 30 tháng 5 còn chưa đến hai tháng nữa có thể gọi mình là chị dâu được không <laughs> xin giúp đỡ thêm thưa chị dâu <laughs> ờ mang từ nhà tới hả đâu có mua đó còn mua cả loại hoa nữa ừ hoa thơm thật đó dạ <laughs> dạ yeah, yeah. em phải cho bọn anh biết sớm chứ là người nhà sao lại biết sau cũng được Sợ làm anh chị hốt quản Muốn ra chuyện rồi mới nói Em thật sự không sao chứ Dạ Anh chị ngồi đi Ừ Anh ngồi đi Chân sâu bị cảm nhẹ Chị không đưa nó tới Không đưa nó tới bệnh viện được đâu Uống đi Ừ Nè Em cần gì thì chị mua Chị tới tay không rồi Không có gì hết Thứ hai là xuất viện rồi Vội giả làm cái gì Bây giờ không sao nhưng mà không biết được đâu nha Ở đây còn mệt mỏi hơn nữa động một chút là đo nhiệt độ còn đo máu nữa sợ đánh thức người đang ngủ hả ồ ờ. vậy là em quyết định kết hôn hả dạ <laughs> anh sẽ thể hiện thật tốt anh chưa từng làm em buồn có đúng không nếu có thì bỏ qua <laughs> bà với mẹ đi đâu vậy ừ đi chùa để xem coi có thay đổi suy nghĩ hay không Đã nghe Cao Tăng nói gì hay sao? Nghe cũng vô dụng Nói y như trong sách ai cũng nói được Con đến chỗ già già rồi hả? Dạ Chỉ bị thương nhẹ thôi Ngày kết hôn Chính là ngày 30 tháng sau Sinh nhật của anh chồng Rồi sẽ tổ chức luôn Định ngày rồi Vậy là vào tháng sau luôn hả? Ơi à. trời dạ yeah, dạ yeah. đúng là trời ban phước cho em đó phải vậy không ba và anh trai em cả chủ tịch chắc là đang giúp em đó khi chị mệt mỏi về chuyện kết hôn em đã từng nói nếu đánh thì chịu đựng mắng thì nghe tuy không tới mức như vậy nhưng em đã phải chịu đựng rất là nhiều rồi sau này không có lựa chọn nào khác nữa chị cũng vậy kết hôn xong không có vấn đề gì nữa mẹ chồng cũng tốt với chị hơn tưởng tượng thời gian sẽ giải quyết mọi chuyện trước lúc kết hôn luôn khó khăn mà bố đâu mẹ nghe điện thoại và đi rồi sao mẹ lại uống rượu con bảo con nói chuyện mà nói rồi hay chưa nói con nói rồi nhưng bố bảo đừng can dự vào sau này con còn lấy chồng nữa mà bảo đừng can dự vào á giờ con cũng là người lớn rồi bố mẹ có ly hôn thì con cũng không sao Bố bảo tiếc cho mẹ Biện minh Ông ấy cho mẹ có ngần này Phòng tranh thì đóng cửa Gọi đội escape đến thay đổi hết Để không cho mẹ vào Vợ chồng quay lưng lại với nhau Thì thành người dưng Nhưng sao lại làm thế này Sao có thể làm thế cơ chứ Kể cả với người dưng cũng không thể làm thế Con không biết à Vâng Ea biết hay chưa Giờ làm sao mà nói ra được Phải để chị bình phục đã chứ Vừa nãy con nghe chị nói Chị với đạo diễn Trang sẽ lấy nhau đấy Chọn cả ngày nữa rồi Ngày 30 tháng sau Đúng là đánh nhanh thắng nhanh Mẹ xin lỗi Thì liệu bố có bỏ qua cho không Con bảo mẹ năn nỉ á Trong khi người có lỗi là bố con cơ mà Vậy mẹ định thế nào con thấy thế nào? còn không biết nữa. bố có vẻ cương quyết lắm. thế nên mới đóng cửa phòng tranh chứ. sợ mẹ lấy mất tranh. chắc mẹ cũng cạn tình rồi. chưa đến mức cạn tình, đến phòng tranh thấy thế, nên mẹ tức phát điên lên đây. Lần này đủ mua một căn chung cư rồi Tầm 120 mét vuông ở Căng Búc á Nếu mẹ tiết kiệm thì đã mua được rồi Mẹ còn có đồ trang sức nữa Giá đỗ, đậu phụ, cải bó xôi Đều do mẹ mua về nấu cho ăn Con người chỉ ăn cơm là sống được chắc dù sao cũng do mẹ đề nghị trước. Giờ mẹ mà bảo không thể thì nực cười lắm. Mẹ cứ tin chị và con mà thu xếp đi. Chúng con sẽ lo cho mẹ. Chị sắp thành phu nhân tập đoàn Đê và còn cả con nữa. Con rất ghét tranh cãi nhau vì tiền. nó thì chưa biết nhưng liệu ai có lo cho mình không bố đấy bà mẹ ngủ rồi cháu về rồi ừ thì ra giờ mới đến anh ngủ ngon không không ngủ được à nếu là cậu thì cậu có ngủ ngon được không mỗi lúc thở thì nhức đến tận xương nhức lắm à chứ sao được bắt tôi nói nữa vâng anh mua gà rán cho anh đấy cô châu chia à đội trưởng mua đêm qua vậy cô châu chia mua gì không thấy đến hôm qua không đến à ừ có chuyện gì thế nhỉ anh Cơ vẫn chưa ăn cơm đúng vậy? không cậu đến để giải quyết bữa sáng à không phải đâu tôi đến để cho anh ăn cơm tôi là bệnh nhân nặng đấy à mà phải cho ăn tay anh bất tiện mà mau ăn đi canh tương này tôi thích canh tương lắm có món nào cậu không thích không rửa tay đi cậu vừa lái xe mà không sao đâu tôi là bệnh nhân có thể hệ miễn dịch sẽ suy giảm. Vâng. Ăn xong, xuống mua cho tôi bộ bài. Bài gì cơ? Tôi phải nói thế nào nữa đây? Biết rồi thì đừng có hỏi. Vâng. Biên kịch Anh hơi khó tính Sự khó tính của người ấy Đêm qua, giám đốc ở Sơ Chô ghé qua thăm em nhưng thấy ngủ nên về luôn rồi. Chị hộ lý mà không có ở đây thì anh đã thơm vào má em rồi. Ôi trời, em vẫn thức đến 10 giờ hơn cơ mà. Tầm 11 giờ kém, chắc đến lúc em vừa ngủ. Em cứ tưởng anh bận về muộn nên không đến được. Chẳng lẽ lại về thẳng nhà, không gặp cô gái của anh. Ban sáng gặp rồi mà, kể cả là gặp rồi. Ăn cùng em đi. Viện trưởng Chu lần trước bảo đồng, đồng ý, nhưng anh nghĩ vẫn nên xin phép chính thức. Có thế thì cô dâu tương lai của anh mới yên tâm mà ra viện. Anh giỏi nhỉ? Bảo sao? Chào anh chị. Cậu Toàn đến đúng lúc người ta định ăn. Em có phúc về đường ăn uống mà. Chơi bài đi tôi không biết chơi đâu chưa bao giờ chơi à em chơi với bạn hai lần nhưng quên hết rồi dễ lắm để anh dạy cho mẹ gọi con ạ à? ừ Mẹ cứ nghĩ đi nghĩ lại Ya định đính hôn với luật sư trương Thì bị tai nạn Anh chỉ chết Trưởng phòng Châu cũng chết Rồi Luật sư Trân thì suýt chết Dù có chuyện gì Cũng không nên lấy Ya, Thế mới nói Mẹ có cách gì không Bố bọn trẻ cũng đồng ý rồi Hoa âm thì cứ cuống lên Mẹ có ý này Thử gọi điện xem Hôm nay luật sư Hoang có đến được không? Ừ, vâng, lấy máy mẹ mà gọi Dặn dạ, đừng cho ai biết Vâng Chào phu nhân Ừ Lâu rồi không gặp Vâng